Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8. Tuổi Tý nhận được sự hỗ trợ từ sao tử vi và giải thần, mang lại một tâm trạng thoải mái, mọi việc suôn sẻ với nhiều niềm vui. Tuổi Sửu tương đối bình lặng, không có nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại hao, cần cẩn thận với các vấn đề tài chính. Tuổi Dần đối mặt với nhiều sóng gió do ảnh hưởng của hung tinh thiên hình và tiểu hao. Tài vận của bản mệnh bấp bênh, dễ hao tài tốn của. Tuổi Mão, ngũ quỷ đem lại nhiều thị phi cho người tuổi Mão, khiến cuộc sống vốn đã mệt mỏi lại càng thêm áp lực. Tuổi Thìn, cần thận trọng và cảnh giác cao độ do ảnh hưởng của hung tinh âm sát, dễ gặp họa tiểu nhân trong công việc. Tuổi Tỵ, hứa hẹn nhiều khởi sắc nhờ dịch mã chiếu mệnh và sự phò tá của hữu bật. Công việc, tài chính ổn định và có chiều hướng đi lên. Tuổi Ngọ, với sự hỗ trợ của thiên diêu, các mối quan hệ làm ăn thân quen sẽ mang đến may mắn, tài lộc. Tuổi Mùi, tam hội nâng đỡ, cuối tuần may mắn sẽ mỉm cười với bản mệnh nhờ sự hỗ trợ của quý nhân. Tuổi Thân, có nhiều biến động với sự xen lẫn giữa hung cát khi chịu ảnh hưởng của hung tinh thiên cầu nhưng lại được hỗ trợ bởi cát tinh thiên vu. Tuổi Dậu, do ảnh hưởng của hung tinh thiên cầu, công việc đối mặt với nhiều khó khăn và thị phi, tình hình tài chính không mấy khả quan. Tuổi Tuất, bội thu với nhiều tin tốt lành nhờ thiên đức cát tinh phù trợ, bản mệnh gặp nhiều may mắn từ sự nghiệp, tài lộc đến tình cảm. Tuổi Hợi, nên cẩn trọng với sức khỏe do ảnh hưởng của hung thần bạch hổ, nhưng cũng mang đến những cơ hội mới trong công việc nhờ sự trợ giúp của tam hợp,